Sáng ngày 23 tháng 4, trong không khí trầm lắng, những câu chuyện về hai nạn nhân là NVT, sinh năm 1985, chú xã Xuân Lai, huyện Yên Bình, và N Văn Thờ, sinh năm 1991, chú xã Xuân Lai, huyện Yên Bình, trong vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong tại nhà máy xi măng Yên Bái được chia sẻ kèm những tiếng nấc khóc thương của người thân, gia đình. Gạt nước mắt, ông Nông Văn Toàn, 43 tuổi, chú ruột của hai nạn nhân cho biết, TH và T là hai anh em ruột. TH hiện đã có vợ và hai người con, còn T, chưa lập gia đình, hiện đang sinh sống với bố mẹ. Sự ra đi của hai nạn nhân khiến ai nấy đều thương xót. Ông Toàn chia sẻ, hai cháu là trụ cột chính trong gia đình, TH và T, đi làm được khoảng 8 năm. Nghe tin cháu bị tai nạn tử vong gia đình chúng tôi ai nấy đều bị sốc, cảm giác như chết lặng. Cách đó không xa là gia đình của nạn nhân M, T, H cũng đang tổ chức tang lễ trong cùng ngày. Chia sẻ với chúng tôi, Ông Mai Văn Châu, 57 tuổi, chú ruột của nạn nhân hát, cho biết, ngay khi nhận được tin hát, không may tử vong do tai nạn lao động, ông gần như chết lặng, chân tay bùn rùn. Ông Châu chia sẻ, cháu hát, hiện chưa lập gia đình, đang ở cùng mẹ. Nghe tin cháu mất, mẹ của cháu không kìm được nước mắt, ngã quỵ tại chỗ liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái khiến 10 công nhân thương vong. Sáng ngày 23 tháng 4, ông Đỗ Đức Duy, bí thư tỉnh ủy Yên Bái, đã thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân có người thiệt mạng. Tại gia đình các nạn nhân ở xã Yên Bình, xã Xuân Lai, huyện Yên Bình, ông Đỗ Đức Duy cùng đoàn công tác của tỉnh Yên Bái đã đặt vòng hoa kinh viếng, đồng thời thăm hỏi ân cần và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình thân nhân người bị nạn. Bí thư tỉnh ủy Yên Bái đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương nơi có gia đình nạn nhân bị thiệt mạng tổ chức thăm hỏi chu đáo kịp thời hỗ trợ động viên các gia đình vượt lên mất mát đau thương, sớm ổn định cuộc sống. Cũng trong sáng ngày 23 tháng 4, ông Trần Duy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, đã đến thăm viếng chia buồn với các gia đình nạn nhân tại xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái và xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình chia sẻ sâu sắc trước nỗi đau mất mát không gì có thể bù đắp với người thân của các nạn nhân chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yên bái đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ về đời sống vật chất tinh thần đối với gia đình các nạn nhân Liên quan đến vụ tai nạn lao động làm 10 người thương vong xảy ra ở nhà máy xi măng Yên Bái thuộc công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có công văn yêu cầu Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Yên Bái tiếp tục thực hiện các hoạt động hỗ trợ cũng như giúp đỡ gia đình các nạn nhân, đồng thời giải quyết kịp thời chế độ tai nạn lao động cho người bị nạn và thân nhân của họ. Bộ cũng yêu cầu Sở Lao động Thương minh và Xã hội tỉnh phối hợp với các cơ quan có liên quan để nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động này để phòng ngừa tái diễn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính, xem xét trách nhiệm hình sự nếu có. Sở tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh có văn bản chỉ đạo phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra thanh tra, kịp thời xử lý những hành vi vi phạm trong công tác an toàn, vệ sinh lao động Đối với công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội yêu cầu làm rõ trách nhiệm của đơn vị cá nhân trong việc để xảy ra tai nạn lao động, đồng thời khẩn trương khắc phục hậu quả, khôi phục và ổn định sản xuất kinh doanh. Công ty cũng cần nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, giải quyết các chế độ chính sách cho người bị nạn và thân nhân người bị nạn. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 22 tháng 4, xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng trong quá trình sửa chữa dây chuyền nghiền đá ở nhà máy xi măng Yên Bái thuộc công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái. Vụ tai nạn khiến 7 người tử vong tại chỗ và 3 người bị thương đang điều trị ở bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sự cố động cơ điện của máy nghiền đã dẫn đến tai nạn cho các công nhân đang trực tiếp thực hiện việc bảo dưỡng, sửa chữa. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các biện pháp xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Trước mắt, tỉnh Yên Bái và công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái đã thăm hỏi, động viên hỗ trợ ban đầu cho mỗi gia đình nạn nhân tử vong, số tiền là 228 triệu đồng và 56 triệu đồng đối với mỗi người bị thương. Sáng ngày 23 tháng 4, ông Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái cho biết, Công an tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Hiện Tỉnh ủy Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra theo quy định, sớm đưa ra kết luận về vụ việc. Khi có đủ chứng cứ sẽ khởi tố vụ án để điều tra xử lý theo luật định. Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái thông tin thêm, qua nắm tình hình đến hiện tại, việc điều tra không gặp phải trở ngại gì. Đồng thời, tỉnh yêu cầu công ty tạm dừng một số hoạt động để bảo đảm an toàn và phục vụ hoạt động điều tra. Chủ động phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ kịp thời trung thực thông tin theo yêu cầu của cơ quan chức năng để phục vụ cho công tác điều tra. Sáng cùng ngày, lãnh đạo tỉnh ủy, lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh đã đến thăm hỏi động viên các gia đình công nhân có người tử vong. Tại các gia đình nạn nhân, Bí thư tỉnh ủy Yên Bái cùng đoàn công tác đã đặt vòng hoa kinh viếng, đồng thời thăm hỏi ân cần và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình thân nhân người bị nạn. Tại đây, ông Duy cũng trao kinh phí hỗ trợ bước đầu của tỉnh để các gia đình lo hậu sự. Ông Đỗ Đức Duy nhấn mạnh, đến thời điểm này, tỉnh đã triển khai hỗ trợ ban đầu đối với các nạn nhân phối hợp với các gia đình có người tử nạn để lo hậu sự. Các công nhân bị thương đã được Bệnh viện Đa khoa tỉnh chữa trị tích cực, hiện sức khỏe ổn định. Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, khoảng 13 giờ chiều ngày 22 tháng 4, trong quá trình sửa chữa dây chuyền nghiền đá ở nhà máy xi măng, một sự cố xảy ra khiến 7 người tử vong và 3 người khác bị thương. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường tiến hành phong tỏa, khám nghiệm để phục vụ công tác điều tra, đồng thời khẩn trương đưa người bị thương đi cấp cứu. Các nạn nhân tử vong được xác định gồm Nông Văn Tê ở xã Xuân Lai, Nông Văn Thờ ở xã Xuân Lai, Mai Thiên Hát ở xã Xuân Lai, Lê Mạnh C ở xã Yên Bình, Nguyễn Danh M, Phan Ngọc L, Phạm Xuân T ở xã Thịnh Hưng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra xử lý. Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, các nạn nhân trong vụ tai nạn ở nhà máy xi măng Yên Bái khi nhập viện trong tình trạng chấn thương nhẹ không nguy hiểm đến tính mạng đến thăm các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện ông đỗ đức duy yêu cầu bệnh viện đa khoa tỉnh yên bái huy động tối đa phương tiện nhân vật lực để chăm sóc tốt nhất cho các bệnh nhân để họ có thể xuất viện trong thời gian sớm nhất bí thư yên bái cũng giao các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn công ty xi măng yên bái chủ động phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng đồng thời thực hiện nghiêm quy trình và các biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã quyết định hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong 18 triệu đồng, đồng thời hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh 4 triệu đồng. Công ty xi măng Yên Bái cũng đã hỗ trợ gia đình có người tử vong 200 triệu đồng, nạn nhân bị thương 50 triệu đồng. Như đã đưa tin, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 22 tháng 4, tại nhà máy xi măng Yên Bái thuộc công ty cổ phần xi măng và khoáng sản ở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 7 công nhân tử vong, 3 công nhân bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định là quá trình bảo dưỡng sửa chữa lò quay nghiền đá tại tổ máy số 3, nhà máy xi măng Yên Bái đã để xảy ra sai sót khi vận hành hệ thống điện, khiến lò bất ngờ quay dẫn đến 7 công nhân đang làm việc trong lò bị tử nạn, 3 công nhân đang làm việc bên ngoài bị thương. Ngày 23 tháng 4, các cơ quan chức năng của tỉnh Yên Bái đang khẩn trương thực hiện các biện pháp hỗ trợ gia đình, các nạn nhân trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng tại công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái, làm 7 công nhân tử vong và 3 người khác bị thương, đồng thời phối hợp với cơ quan công an điều tra nguyên nhân của sự cố đặc biệt nghiêm trọng này. Danh tính của các nạn nhân tử vong gồm NVT, NVTH, MTH, cùng chú tại xã Xuân Lai, huyện Yên Bình, LMC chú tại xã Yên Bình, huyện Yên Bình, PXT chú tại xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, FNL, NZM cùng chú thành phố Yên Bái. Ba người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện là NVT chú tại xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình, FMG chú tại xã Đại Đồng, huyện Yên Bình và PNL chú tại xã Việt Cường, huyện Trấn Yên. Theo thông tin từ bệnh viện cho biết, các nạn nhân đều bị thương nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng. Trước đó, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 22 tháng 4, theo đó trong quá trình bảo dưỡng sửa chữa định kỳ máy nghiền số 3 của nhà máy xi măng Yên Bái, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đã xảy ra sự cố tai nạn lao động. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sự cố động cơ điện của máy nghiền đã dẫn đến tai nạn cho các công nhân đang trực tiếp thực hiện việc bảo dưỡng sửa chữa. Ông Nguyễn Văn Đức, giám đốc nhà máy xi măng Yên Bái cho biết, theo lịch sản xuất, từ 9 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút hàng ngày, đơn vị cho dừng hoạt động các lò quay nghiền do vào giờ cao điểm của điện lực, khuyến cáo cần sử dụng tiết kiệm điện. Vào thời điểm này, sau khi ăn trưa, tổ thợ gồm 10 người do anh LMC làm trường ca, tiến hành công đoạn bảo dưỡng thường xuyên, thay tấm lót trong máy nghiền, dự kiến 90 phút. Theo quy trình an toàn lao động, sau khi ngắt điện, thợ sẽ vào trong lồng tiến hành siết các ốc vít và thay các tấm lót. Tuy nhiên do bất cần trong quá trình ngắt mở điện, làm động cơ chính của máy nghiền số 3 hoạt động, khiến dịch chuyển lo nghiền cuốn các công nhân trong thao tác sửa chữa, làm 7 người tử vong, 3 người bị thương.